Xin chào quý anh chị đã đến với kênh YouTube vườn to nhé. Thì hôm nay sẽ cùng với em Trung vườn to xem một số cây hoa giấy nở đang kín hoa rất là đẹp mọi người nhé. Và cùng ngắm nhìn những cái loài dòng hoa giấy mà nó có hoa rất là nhiều, rất là dễ ra hoa và có thể cho hoa quanh năm mọi người nhé. Sống như cái cây ở sau lưng em Trung mọi người nhé. Đầu tiên là một cây hoa giấy có dáng bàn trà rất là đẹp mọi người nhé. Mọi người nhìn này, màu sắc có mọi người có nhận ra được đây là dòng gì không ạ? Màu mình thấy màu trắng, mình thấy màu hồng, lại thấy màu trắng xen lẫn màu hồng. Cây hoa kín hoa này có thêm một chút sắc xanh nữa rất là đẹp đúng không ạ? đấy chính là dòng hoa giấy hồng gân mọi người nhé. hay vườn bên em mà còn gọi đây là hoa giấy anh đào đỏ. một dòng mà em trung đã giới thiệu cho quý anh chị trong suốt năm 2023 là mọi người hãy trồng cái dòng này đi. vì nó rất là đáng trồng. bởi làm sao? mọi người có thể thấy này, màu sắc của nó rất là đẹp đúng không ạ? và nó còn ra hoa được quanh năm nữa, rất dễ ra hoa nữa, lại đổi màu. cái quan trọng nhất là đổi màu được theo nắng mọi người nhé. đổi màu theo nắng ở đây là gì? là nắng nhiều thì những bông hoa có sắc hồng này nhiều hơn nắng ít thì bông hoa có sắc trắng nhiều hơn. Nếu mà nắng hài hòa như thế này thì lại vừa có trắng vừa có hồng rất là đẹp. Và chính vì cái sự đổi màu đấy nên là mình trưng một vài cây trong nhà thì nó sẽ làm như thế nào? Một năm thì mình có sẽ thời có thời tiết à, hai mùa ba mùa bốn mùa đấy tùy từng vùng. Thì à, mỗi mỗi mùa thì cái hoa ở trên cái hoa nó sẽ thay đổi khác nhau. Thì sẽ không bị trùng màu mọi nhé Ví dụ mình trồng một cây màu đỏ thì lúc nào nó cũng màu đỏ nhưng mà đối với cái dòng này thì lúc thì nó màu trắng, lúc thì màu hồng, lúc thì màu trắng xen lẫn màu hồng thì nó không bị trùng lập, nó ra hoa rất là nhiều, rất là dễ chơi nữa, cực kỳ dễ chăm sóc, không phải cầu kỳ, rất là một dòng rất là đáng chơi. À, quý anh chị nào đã trồng cái dòng hoa hồng gân này hay là anh đào đỏ này mà bên em trung cung cấp hay là các vườn khác cung cấp nhưng mà cũng có dòng này đang trồng thì à, mà thấy giống như em trung đang giới thiệu thì có thể để lại cho em trung xin một bình luận ở dưới là xem em trung giới thiệu như thế có đúng không mọi người nhé. Tiếp theo nếu mà quý anh chị đang muốn một cái hoa của mình Nó nở được nhiều hoa như thế này Mọi người nhìn này Trời ơi nó nở rất là nhiều luôn Nở kín cành luôn Toàn là hoa là hoa thôi Và chưa biết dùng phân bón gì Thì có thể liên hệ số điện thoại của em Trung là 03 này 53 này 896 này 808 Ở trên màn hình mọi người nhé Bên em có cung cấp cho quý anh chị một dòng phân Mà làm cho bông nó trộ hoa đồng đều Trộ hoa đồng loạt màu sắc cực kỳ tươi tắn và đẹp mọi nhé. ở mỗi vườn thì sẽ có những bí quyết riêng, những cái dòng phân bón hay những cái cách chăm sóc khác nhau. thì quý anh chị có thể dựa vào sản phẩm của vườn để cung cấp những cái hình mẫu như thế này. đây, đây là những cái hình mẫu chẳng hạn giống như bên em đang cung cấp như thế này. mình thấy ưng cái phong cách nào của cái vườn, ưng phong cách nào, ưng cái cách trồng của vườn nào mà thấy hợp lý. À, hay là chất lượng của các cái vườn đấy mà mình thấy ưng ý thì có thể lựa chọn sản phẩm của bên đấy để sử dụng mà nhé đầu tiên là mình có thể sử dụng thử sau đấy là nếu mà thấy hiệu quả thì có thể làm theo thì vì mỗi vườn có một cách chăm sóc riêng thì mình có thể rút ra những cái à, công thức thậm chí là mình có thể rút ra những cách chăm sóc riêng riêng của chính bản thân mình chứ cũng không phải nhất thiết là à, phải có một công thức chung mà nhé tại vì mỗi vườn này có một kiểu làm riêng và nếu mà mọi người muốn sử dụng phân thì có thể liên hệ em trung nhé tiếp theo là mình sẽ xem qua cái cây uh, hoa giấy phớt hồng sakura phớt hồng sakura cũng là một cây dòng hoa mà được mọi người rất là yêu thích nhưng mà so với so sánh so sánh với hồng gân thì phớt hồng sakura vẫn thua một bậc mọi người nhé mọi người có thể thấy hồng gân thì nó nở rất là đẹp rất là kín rồi nhưng mà phớt hồng sakura thì nó sẽ số lượng nụ nó sẽ ít hơn này nở muộn hơn này và nếu mà để lên được máu ấy, thì phớt hồng sakura nó phải có nắng rất là to hoặc là độ ẩm trong không khí nó phải kém thấp xuống À, giống như là mùa đông ở miền Bắc thì nó mới ra được như thế còn mùa mùa hè ở miền Bắc thì nó sẽ thường có nhiều màu trắng mọi mà người nhé và thằng sớt phớt hợp Sakura thì nó hay bị bệnh nó thường bị bệnh nấm gốc nhưng mà thằng hồng gân thì sẽ không bị mọi người nhé không hề bị nấm gốc lớn này rất là nhanh cực kỳ đáng trồng nên là quý anh chị nếu yêu thích cái dòng yêu thích hoa giấy và muốn trồng một cái dòng nào ở đấy dễ chăm thì nên lựa chọn cái thằng hồng gân này mọi người nhé Đấy, nếu mà quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ em Trúc. Cảm ơn quý anh chị nhớ đăng ký kênh Vườn Tàu quý anh chị nhé.